Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau với vị tướng quen thuộc, đó chính là vị tướng 2JT với bộ trang phục, đó chính là Ngân Đan các bạn ha. Ok, và bắt gặp được bạn Selin trong buổi này. Ui, các bạn ấy muốn solo kill với mình các bạn ạ. Nhưng mà máu bạn ấy tuột rất là nhanh kìa kìa kìa. Ôi, các bạn ấy phải dùng cả tốc biến để tháo chạy trong pha vừa rồi nha. Các bạn bạn ấy mà không dùng tốc biến là chắc chắn là bạn ấy chết trong pha vừa rồi luôn, bởi vì mình có tốc biến này. Có thằng Gia Tha xuống răng nữa này. Mà Gia Tha làm sao bọn ơi, Gia Tha làm sao mà đánh lại mình đây? Hai ta này né được chiêu để quay lại. Có cả bạn Violet nữa kìa. Căng thẳng quá các bạn ạ. Ngay từ phút thứ một luôn, phút đầu tiên thôi mà các bạn đã kéo ba người xuống đây rồi. Rất là gắt nha, rất là gắt. Ba người xuống đây răng răng mình luôn. Rất là nguy hiểm các bạn ạ. May mà mình ép được bạn 2JT, ép được bạn Selim ngay ở phút đầu rồi, cho nên bạn Selim không dám lên nữa. Chứ nếu không là chắc chắn là khi mà mình trúng được cái lao của Selim thì chắc chắn là mình bị nguyên sinh luôn á. Ok, máu mình không còn nhiều nữa, bây giờ mình sẽ về hồi máu, sau đó mình lên farm lại nha, ép tiếp bạn Slim nào. Và trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau với vị tướng đó chính là T với trang phục Ngân Lan, và đối đầu của chúng ta đó chính là vị tướng Slim. Và đừng quên là rừng của team bạn đó chính là Violet nha. Ở trong cái ván đấu này thì thực sự là nếu mà mình sợ thì mình chỉ sợ mỗi một mình Gia Ta thôi các bạn ạ. Gia Ta là một trong những sát thủ đáng sợ nhất của Liên Quân mà. Nếu mà bạn nào kỹ năng tốt thì bay chắc chắn là xạ thủ sẽ không thể nào đỡ được đâu. Cho nên là rất là sợ Gia Ta combo các bạn ạ. À, mình sắp kết level 4 nè. Bạn Slim có muốn solo kill không nào? Bạn không muốn đánh nhau các bạn ạ. Tại vì nãy giờ mình đè đường khá là kinh rồi, cho nên bạn không muốn đánh nhau nữa, trúng cái lao rồi thì sao nào, muốn đánh không nào, muốn đánh nào chơi tới nào. Ok, trong trận đấu này thì mình dùng cái phù hiệu đó chính là tinh linh các bạn ơi. Dùng phù hiệu tinh linh này thì có lợi thế ở giai đoạn đầu game rất là nhiều các bạn ạ. Khi mà các bạn đánh vào tướng địch ba đòn đánh, hay là bạn phi tiêu vào tướng địch ba đòn đánh thường chẳng hạn, thì ngay lập tức tinh linh sẽ xuất hiện và đánh phụ cho các bạn, và sát thương của tinh linh đó chính là sát thương chuẩn nha. Ok, Taichi chuẩn bị anti này, Taichi chuẩn bị anti này đấy, biết ngay mà Taichi tham mạng của mình lắm cơ. Ồ, Gia Ta chết rồi này, nhưng mà tiếc quá, pha này mình không lên được các bạn ạ. Pha này mình không anti được tại vì mình không có tầm. Ô, Superman ủi hay này, Superman ủi hay này. Ừ, phải dùng anti chạy thôi. May quá các bạn. Bạn Superman team bạn khá là tốt, nhưng mà giai đoạn đầu game các bạn chưa chưa có nhiều tốc độ chạy, cũng như là chưa có nhiều sát thương để các bạn ủi á. Nếu không là ủi hai phát là chắc chắn là có thể là mình xếp đi rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ về hồi máu nha, hồi máu để mình lên mình ép tiếp các bạn cho bạn Slim nào. Làm thế nào để các bạn có thể thắng đường được Slim nè? Đơn giản, cực kỳ là đơn giản luôn các bạn. Đối với chất tướng của 2JT thì các bạn chỉ sợ Slim ở chỗ là trúng cái lao cơ khí của Slim thôi. Nhưng mà thực tế thì cái lao cơ khí nó cực kỳ là dễ né luôn các bạn. Cái lao cơ khí nó bay rất là chậm cho nên mình rất là dễ né. Trong khi 2JT lại có rất là nhiều chiêu khống chế. Pha này chắc Sabira bảy bảy chết rồi, mình không cứu được nha, không có cách nào để cứu được cả. Tại mình không có hiệu ứng khống chế, mình chỉ vô gây sát thương thôi, mà lúc đó nếu mà mình lãng vãng có hay là mình chết cùng bạn Sabira luôn đấy. Ok, và quay trở lại nè. Đối với chất tướng của Slim thì sát thương của Slim là sát thương bình thường, các bạn cũng không có sốc sát thương lắm. Cho nên nếu mà ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối game luôn, mình cứ khô máu với bạn Slim thôi, cứ dùng anti thẳng mặt bạn Slim và dùng tốc biến, dùng hay là dùng dùng tất cả những khả năng di chuyển của mình có để né được cái lao cơ khí, tại vì cái lao cơ khí là tất cả những gì mà bạn Slim có ha. Ok, Gia Ta có mạng này. Ui, quả cầu băng xương rồi các bạn ạ. Tiếc quá luôn các bạn ạ. Bạn ấy có quả cầu băng xương nha. Nếu không là pha đó mà bạn ấy không có quả cầu băng xương thì chắc chắn bạn ấy cũng chết rồi. Hoặc là nếu mà Slim không lên kịp pha đó thì chắc chắn là mình sẽ băng trụ để ăn mạng của bạn Gia Ta lúc đó rồi. Tiếc quá, nhưng mà không sao các bạn ạ. Mình ép đường được như thế là rất là tốt rồi. Ở mùa 20 này á thì đa phần là xạ thủ sẽ đi một mình các bạn nha. Trợ thủ của ngày xưa là trợ thủ của riêng AD thôi, tức là đi theo bảo kê cho AD từ A đến Z luôn, từ giai đoạn đầu game lẫn giai đoạn cuối game luôn. Nhưng mà ở mùa 20 này thì trợ thủ là trợ thủ chung rồi các bạn ạ. Bạn chỉ đi hỗ trợ cho những cái người cần thiết giao tranh ở giai đoạn đầu game, cũng như là đi hỗ trợ ăn những cái bù lợi ở giai đoạn đầu game thôi. Và AD thì chỉ có cắm đầu cắm mặt cho farm thôi, cho nên ở giai đoạn đầu game cũng cũng hoàn toàn bị bỏ rơi đó các bạn ạ. Cho nên là rất dễ khi mà các bạn bị răng sớm này, các bạn bị sát thủ thì bạn răng sớm thì rất có thể là các bạn sẽ đi bụi sớm mà thôi. Nhưng mà đổi lại thì chất tướng của 2JT là một trong những chất tướng cơ động nhất của Liên Quân, cho nên mình cũng không có sợ bạn sát thủ thì bạn răng nha. Ok, còn hai con lính nè, tranh thủ bê cái được cái trụ hay không đây. Bê được các bạn ạ, mình có cái bùa tà thần. Ok, lấy được cái trụ bên đường dưới rồi nha.
ở giai đoạn đầu game mà mình ép được như vậy là khá là tốt rồi các bạn. Ép được bạn Slim như vậy là khá là tốt rồi nha. Đi một mình mà lấy được cái trụ đầu tiên luôn, cũng như là ép được lên hoàn toàn các bạn. Slim không 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 dám lên farm luôn. Ok, lên được món trang bị đầu tiên nha, kiếm Fanny. Đối với chất tướng của 2T thì ở giai đoạn đầu game, đặc biệt là giai đoạn đầu game nha, các bạn đừng có vội chủ quan tin vào cái chiêu bỏ phi tiêu, các bạn đừng có tin tưởng nhiều vào bỏ phi tiêu. À ở đây mình có chiêu, ở đây mình có mạng nữa các bạn ạ. Ok, dùng luôn bỏ phi tiêu nè, tốc biến lên ạ. Ồ, không đủ đam ăn Slim kìa. Ok, vậy thì ăn mạng Volette tạm vậy. Tachi này, Tachi quét cuốn hụt rồi nha, quay lại Superman kìa. Ôi, Superman chắc chắn là anh Superman còn quay lại các bạn ạ. Superman quay lại. Trúng rồi. Né được Superman ạ. Outlay được bạn Superman luôn. Ô, quay lại đánh Tachi nè. Outlay được đánh Tachi luôn. Ui, nhưng mà có bạn Yata các bạn ạ. À, cay quá, có các bạn Yata kế bên nữa. Mình sợ mỗi bạn Yata thực sự thề. Pha đó mà không có bạn Yata là chắc chắn là mình tóc biến vô bụi để ăn bạn Tachi rồi. Nhưng mà lượng máu mình không còn nhiều, bạn Yata xuất hiện là chỉ cần một cái lốc xoáy của bạn Yata thôi là chắc có thể là mình sẽ lên bảng nhanh hơn rồi các bạn. Ok. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì để đối đầu được với Selene thì bạn chỉ cần đơn giản thôi, bạn dùng chiêu 2, chiêu 1, bạn dùng chiêu 2, chiêu cuối, thậm chí là cái tốc biến, bạn né được cái lao cơ khí của Selene là bạn có thể sẵn sàng khô máu được với Selene hết. Nói chung là Selene cũng cũng dễ để đối phó được Selene các bạn ạ. Trừ khi bạn ấy quá xanh mà thôi, trong trường hợp này thì bạn ấy hơi thọt của mình rồi. Còn ngoài ra thì team bạn có Yata, sợ nhất là Yata combo thôi. Còn ngoài ra, Tachi và Superman là hai vị tướng khá là trâu, ủi rất là khó chịu, nhưng mà hai vị tướng này là hai T có thể lo được nha. Hai T về sau là lên, thứ nhất là chị được Superman là khi mà mình lên được cái búa băng nè là khống chế phần nào được khả năng di chuyển của Superman. Và còn Tachi thì rất là trâu, tuy nhiên mình sát thương mình đánh là sát thương chuẩn mà không lo bạn Tachi đâu nha. Ồ, mới nhất mà Yata combo kìa, Tachi nữa, cả Tachi nữa, nguy hiểm quá các bạn ạ. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Team bắt đầu đánh nhau rồi nha, cơ bản đánh nhau dữ dội ở đây. Như mình nói thì bạn Tachi và bạn Superman khá là trâu bò, cho nên bạn ấy rất là hổ báo, phong cách đánh rất là hổ báo nha. Ok, luôn giữ khoảng cách nha các bạn. Các bạn luôn giữ khoảng cách nha, cẩn thận bởi Yata đó các bạn. Bởi vì Yata rút ngắn khoảng cách rất là nhanh. Nếu các bạn không giữ đủ khoảng cách đó, thì rất có thể là Yata combo là bạn chết ngay thôi. Ok, lên được món đầu thứ hai rồi, xong đầu bỏ táp là món mà mình lựa chọn cho vị tướng này nha. Mình tính luôn cả món giày đó là 3 món rồi, và bây giờ là món thứ ba rồi, cho nên là sức mạnh của 2T hầu như là chắc được 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 gần như 100% rồi các bạn. Bởi vì sức mạnh của 2T là cường hóa theo tốc độ đánh của 2T, cho nên là bây giờ nếu mà với 3 món đồ tốc độ đánh kèm theo cái cấp 10 á thì có thể là 2T đã được cường hóa full chiêu thức rồi, cho nên là 2T thời điểm này rất là mạnh. Giờ mình chỉ còn lên đam cũng như là tăng tỷ lệ sống sót và bám đuổi của 2T nữa là thôi. Ok, Yuka kìa, bạn Yuka, ui bạn Yuka còn sống nữa các bạn ạ. À, pha này mình có mạng rồi, tóc biến anti quá đẹp đi, hai mạng ngon quá, ngọt quá luôn các bạn ơi, thơm quá. Ui ui, lo đánh nhau quá các bạn, mình lo đánh nhau quá, mình không để ý các bạn Superman ở bên kia thôi, chết rồi, chết luôn bạn Savira của mình rồi. Bạn Superman ủi rất là tốt các bạn ơi. Thôi nào, Rita về đi nào, Rita bạn thấy không về rồi, ấy cũng hết được về luôn rồi các bạn ạ. À, bạn Superman kìa. Ok, Rayta rất là tham lam nha, trong khi Tachi thì rất là trâu. Tachi lên được hai món giáp phép luôn rồi. Ok, trong ván đấu này thì đội hình của team bạn thì không có gì đáng sợ lắm đâu các bạn. Đội hình team bạn thì chỉ có mình chỉ với mỗi sợ mỗi Yata thôi, còn hai bạn kia thì mình không sợ ha. Còn đối với xạ thủ team bạn thì hai xạ thủ team bạn thì chỉ dùng một anti thôi, một anti mà trúng được hai xạ thủ team bạn thì cũng cũng coi như là hai xạ thủ team bạn đi bụi thôi. Đặc biệt là Violet, Violet không có tốc biến này, Violet cầm trừng trị không có tốc biến, cho nên là cũng không còn chiêu gì để chạy khỏi cái bão phi tiêu của mình đâu. Ok, pha này có đánh nhau nha, Tachi còn yếu máu. Bạn Tachi rất là trâu các bạn ạ. Trâu thực sự luôn. Mid team mình là Rayta nha, Rayta thực sự rất là mạnh, nhưng mà chắc có lẽ là do cái độ cơ động nó không cao. À, Fanny có mạng nè. Violet nè, Violet nè, Violet đi bụi rồi bạn ơi. Nhưng mình nói ban đầu bạn không có tốc biến thì làm sao bạn chạy đây? Hay dạ. Ok, vẫn chạy được nha, vẫn chạy được nha. Phần còn lại để cho team lo mà, phần còn lại để cho team lo mà, mình chỉ lo phần xạ thủ thôi và phần còn lại để cho team lo nha. Ok. Dạ ta, Tachi này, Tachi này. Ồ, Tachi bạn ấy dùng cấm trụ luôn. Cấm trụ ở mùa này rất là sợ bạn ạ. À, cấm trụ bắn được hai phát cơ, cho nên là sợ lắm. Ok, cuối cùng thì mình cũng có mạng được của Tachi rồi. May quá các bạn.
sẵn tiện lấy luôn cái trụ nào. Ui ui, cái mũi lao của Slim kìa, cái Slim kìa. May quá bạn Rita làm hết rồi các bạn ạ. Đơn giản với Rita đúng không? Ở Rita mùa này thì rất là mạnh các bạn. Nhưng mà chắc có lẽ là độ cơ động của Rita nó không cao á, khi mà dùng chiêu cũng khó trúng, cho nên là Rita thường được ít sử dụng trong trong leo rank lắm các bạn. Nhưng mà thực sự là chất tướng của Rita rất là mạnh nha. Đối với Superman trong ván đấu này thì khi mà mình lên được cái rìu băng rồi các bạn, thì mình không còn sợ Superman nữa đâu, tại vì Superman cũng bị lết với phát bắn của mình thôi. Ngoài ra thì Tachi thì rất là trâu, Tachi rất là trâu, nhưng mà Tachi có lớp giáp này, giáp ảo, nhưng mà sát thương mình đi ra là sát thương chuẩn các bạn, tức là đánh trực tiếp vào máu, không xuyên qua lớp giáp, cũng như là giáp ảo cũng không tính luôn các bạn. Mình đánh trực tiếp thẳng vào máu luôn, cho nên cho dù cái giáp ảo cũng như là cái giáp của bạn ấy có tăng lên bao nhiêu đi chăng nữa thì mình vẫn có thể giết được nha. Ok, và bây giờ ván đấu cũng đã kéo dài 11 phút rồi. Ta thân cũng đã được thả ở đường bít rồi, và chúng ta thấy là tất cả team bạn cũng đã có mặt ở đây rồi các bạn ơi. Tập trung mít nào, tập trung mít nào. Ôi, mình bị cấu máu rồi các bạn ạ, mình bị cấu máu rồi, ta chỉ dùng chiêu cuối luôn rồi nha. Slim đã bị ngã xuống rồi, Violet cũng bị ngã theo luôn, Rita làm hết rồi các bạn ạ. Rita làm hết rồi, không còn ai ở đâu, chỉ còn mỗi Tachi thôi. Ôi, Tachi chạy đi đâu nào. Một mạng dành cho Tachi, à Tachi nằm xuống rồi. Team bạn bây giờ chỉ còn mỗi Superman thôi. Không biết làm thế nào mà Superman đép được trong trong tình huống này các bạn nhờ. Team mình chỉ mất gấu thôi, đã lấy đi 4 thành viên của team bạn, và chắc chắn là ván này sẽ đi đến hồi kết thúc mà thôi. Ok, Superman tự chiến này, Superman tự... tự trận này. Bùm, Superman tự trận rồi nha. Quét sạch dành cho Rita. Rita thực sự rất là mạnh các bạn ạ. Tăng trụ luôn kìa. Ok, và ván đấu ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Nhớ like và subscribe cho mình để mình có thêm động lực phát triển thêm kênh, cũng như là tạo thêm nhiều clip hay đi cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.